Xin chào mọi người, mình là Sang đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn TC Thảo. Công ty mình chuyên về nội thất Nhật Bản, bao gồm thi công và cung cấp vật liệu trang trí nội thất theo phong cách Nhật Bản và châu Á. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm giấy Soji được công ty TC Thảo cung cấp, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản với giá thành tốt nhất Việt Nam hiện nay. Giấy Soji có cấu tạo là 3 lớp, cho nên có những đặc điểm ưu việt như sau. Thứ nhất, giấy Soji rất là bền, khó rách. Đây mình sẽ minh họa cho bạn xem. Đây. Mình đang dùng hết sức để cố gắng xé tờ giấy. Đó. Thì nó chỉ như thế này thôi. Bây giờ mình sẽ lấy bút với đầu nhọn để đâm. Không hề có gì xảy ra. Đó là điểm thứ nhất của giấy Soji. Điểm thứ hai, giấy Soji có khả năng chống bám bụi tốt và chống thấm tốt, dễ dàng vệ sinh, lau chùi. Bây giờ mình sẽ lấy xịt tinh đổ lên tờ giấy. Đây là giấy Soji mã số 39 hoa anh đào, đắt hàng nhất, bán chạy nhất ở TC Thảo. Đây. Thấm trên và thấm dưới. Bây giờ mình sẽ lấy khăn lau. Tất cả xịt tinh đã thấm vào khăn và trên tờ giấy, không hề có ảnh hưởng gì. Đó là khả năng chống thấm tuyệt vời của giấy Soji. Ưu điểm thứ ba, giấy Soji được chứng nhận là vật liệu chống cháy. Bây giờ mình sẽ minh họa cho các bạn xem. Đó, giấy Soji không hề bắt lửa nhanh hoặc là cháy lan như các dòng giấy khác, mà chỉ bị ảnh hưởng như thế này. Đó. Nếu mình sử dụng vách ngăn hoặc cửa lùa có giấy Soji thì khi xảy ra hỏa hoạn thì mình sẽ có thêm nhiều thời gian để thoát thân. Tại khi mình tắt hoặc quạt thì không có lửa. Lửa không hề cháy lan. Đó. Chỉ bị ảnh hưởng như thế này. Tắt hoặc quạt không hề còn lửa. Đấy. Giấy Soji thi công rất là dễ dàng. Mình có thể dùng băng keo chuyên dụng dán lên các khung gỗ, khung xương hoặc là các nang, dùng băng keo hai mặt, thi công rất là dễ dàng, đơn giản. Giấy Soji được ứng dụng trong việc thi công cửa lùa, vách ngăn, cửa sổ. Ngoài ra là còn là vật liệu xuyên sáng nên giấy Soji còn thể ứng dụng làm đèn và trong trang trí nội thất. Hiện tại TC Thảo cung cấp hơn 20 loại mẫu mã giấy Soji khác nhau. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng các bạn liên hệ đến số điện thoại 028 3758 0883 hoặc là truy cập vào website tatami.vn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.